Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị sự đồng cảm của nhà báo Đào Tuấn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 với người nông dân Việt Nam. Những người lại một lần nữa trắng tay vì sự lớn lứt của người đồng chí phương Bắc và sự bất tài vô tướng của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đôi mắt người nông dân Đôi mắt chú chúc một nông dân trồng thanh long ở Long An Bữa qua, chú chúc cắt thành lòng một cân xé giỏ thành lòng 70kg chưa nhận về bàm làm kg Có nghĩa là một kg thành lòng đang bán tại vườn với giá 500 đồng. 500 đồng con bằng 1 phần 10 cốc trà đá ý. Nhưng người nông dân này vẫn phải bán bởi chú chỉ có duy nhất một lựa chọn, hoặc bán giá bèo, hoặc đổ bỏ cho bò, cho cá. Lê Văn Phòng, người chụp bức ảnh này cho biết anh từng chứng kiến những lão nông ở một miệt cù lao đồng tháp, cầm sắp tiền đếm tới đếm lui, bởi gọi là sắp, nhưng đếm đi đếm lại chỉ có 135.000 và đó là số tiền bán 21 trái mít nặng 131kg. Mít 1.000 đồng, thanh long 500 đồng, rồi thì Tết năm nay rồi thì sẽ còn gì, sao lấy gì để sống. Tối qua tranh thủ giải cứu trên đường đi test PCR, giá một giỏ xoài giải cứu hơn 30kg bán ở Hà Nội giờ có 190.000 đồng. Sau khi đưa từ Nam ra Bắc lên Lạng Sơn rồi quay về Hà Nội, có nghĩa là nếu phải ngoáy một phát PCR sẽ mất hơn 4 giỏ. 1.2 tạ xoài còn nếu quy mít mỗi phát ngoáy mũi ấy sẽ tốn của nông dân bao nhiêu mít bao nhiêu xoài, hãy nhìn lại đôi mắt chú chút. Hôm qua chú ấy đã rơi nước mắt, đã quỵ ngã ngay trong lúc cầm sắp tiền bán thành lòng.